Kính chào quý khán thính giả của VBS Canada. Kính thưa quý vị, trong chương trình phóng sự sinh hoạt cộng đồng tuần này, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị những hình ảnh của buổi đón xuân Mậu Tuất của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Toronto. Tiếp đến là buổi gala xuân tuổi hạt 4 tại Toronto. Hội Phật giáo Hòa hảo Toronto đã tổ chức mừng xuân Mậu Tuất tại Amon High Community Center, quy tụ nhiều đạo hữu cũng như đại diện các hội đoàn tại thành phố này. Sau nghi lễ chào cờ là lễ bái trước bàn thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Xin giữ đạo hành, tu cầu tông tổ siêu thân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải thiên tài được lên, mong nhờ đức cả về trên, độ con yên ổn vĩnh vận. Nam mô thập phương Phật, Nam mô thập phương Pháp, Nam mô thập phương Tăng, Nam mô Phật tổ Phật thầy, quan thượng đẳng đại thần, chư quan thủ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo những ngài tu hiền theo Phật đạo. Kính thưa ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa hảo Toronto, đã chào mừng và cảm ơn quan khách đã đến chung vui. Quý vị đã đến hôm nay trong cái bữa đầu năm, mặc dù năm nay chỉ mới mùng 3 Tết. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Toronto và các phụng phụ cận, tôi xin trân trọng kính chúc quý vị đại biểu dân cử, quý vị đại biểu đại diện cộng đồng, hội đoàn, tổ chức, đảng phái, chính trị quốc gia, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí, quý đồng hương, quý đồng đạo, quý tín hữu, một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, phúc đức viên dung và vạn sự đắc thành. Cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi, đặc biệt là vùng thủ phủ, đại thủ phủ Toronto, đoàn kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây dựng phát triển chính nghĩa quốc gia, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, xin quý vị cũng cùng chúng tôi đồng tâm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được tự do, lãnh thổ vẹn toàn,
quốc nạn thoát qua, pháp nạn giải trừ, để cho dân chủ, nhân quyền được thái lập. Trong nghi thức cổ truyền của Phật giáo Hòa Hảo đã có phần ngâm thơ do các đạo hữu phụ trách. Nhân dịp này, nhiều đại diện hội đoàn đã được mời lên phát biểu cảm tưởng cùng quan khách tham dự. Nhân dịp Tết này để nói cùng với cô bác, anh chị em và các vị đại diện hội đoàn và ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tại Toronto và vùng phụ cận. Tôi tên là Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng North York và phụ cận. Tôi thay mặt ban chấp hành Cộng đồng North York và phụ cận kính chúc các quý vị đại diện các hội đoàn. Thứ nhất là tôi xin lỗi là kính chúc ông hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo và ban chấp hành và cùng thể tất cả các đại diện hội đoàn có mặt ngày hôm nay nhân ngày lễ mùng 3 Tết năm Mậu Tuất tại Phật giáo Hòa Hảo làm lễ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và cô bác tất cả một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn tất cả các cộng đồng đã tham gia hội chợ Tết của chúng tôi tuần vừa qua. Kết quả là rất khả quan, tuy vì thời tiết xấu nhưng bà con cũng tham gia 2/3 theo dự định của chúng tôi. Kết quả rất mỹ mãn. Thứ nhất là cộng đồng ở Toronto đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt và đã đến với hội chúng tôi. Tất thành năm mới một lần nữa tôi xin chúc quý vị mọi sự như ý. Trước thành năm mới như vậy, chúng tôi cũng xin đại diện cho Liên minh Dân chủ Việt Nam kính chúc tất cả quý vị có mặt tại đây một năm mới thật nhiều sức khỏe và còn luôn luôn vững vững tinh thần để mà cùng đấu tranh để cho Việt Nam có được một nước thật sự tự do. Thay mặt cho Hội Người Việt Toronto, xin cảm ơn quý ban trị sự và ban tổ chức đã có nhà ý mời chúng tôi đến để mà chia sẻ ngày đầu năm với quý hội và quý đồng hương hôm nay. Chúng tôi cũng xin lỗi là tại vì hôm nay đáng lẽ là bác sĩ Kiên và các anh chị em trong hội đồng quản trị sẽ đến đông, nhưng mà vì hôm nay cũng có một cái ngày lễ của một cộng đồng bạn và bác sĩ Kiên cùng với một số anh em phải thay mặt cho Hội Người Việt đi tới để đáp lễ đại diện cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên bác sĩ Kiên đã ủy nhiệm cho anh Hưng, anh Vũ Hưng và tôi là Nguyễn Ngọc Duy tới đây để đại diện cho Người Việt cùng tham dự cái ngày vui đầu năm của quý hội. Ngúc lễ dòng cầu cam lòng ba tấm nguyện chỉ quyết một đời ta tổ tần dắt chúng lẫn xa. Sau cùng, trước khi chấm dứt buổi lễ, các quan khách đã được mời tham dự buổi tiệc trưa trước khi chia tay.
làm lành đâu phải tốn tiền xu, mà sao lại được về tiên cảnh thêm thoát ngục mê chúng duyên. Tiếp theo, chương trình phóng sự cộng đồng là buổi gala Xuân Tuổi Hạt 4 do làng dưỡng lão Tuổi Hạt Ontario tổ chức tại thành phố Woodbridge. Trong buổi gala này, rất đông đồng hương và quan khách ngoại quốc tham dự. Trong buổi gala, đã có nhiều đại diện thành phố Vaughan, dân biểu tỉnh bang và nghị viên thuộc thành phố Vaughan và Toronto đến tham dự. Mở đầu vẫn là nghi lễ chào cờ và phúc mật niệm. Bắt đầu chương trình, Thanh Tông xin kính mời toàn thể quý vị cùng đứng lên để chúng ta làm lễ chào cờ. And now, ladies and gentlemen, please rise for the playing of O Canada and the national anthem of the Republic of Vietnam. Quốc ca Canada. Sau đó, đại diện ban tổ chức đã có diễn văn khai mạc và chào mừng quan khách tham dự. Trong buổi dạ tiệc gây quỹ của làng dưỡng lão Ontario, xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt và thân thương nhất. You all have been here to join us tonight is a proof enough of love, support, and encouragement to continue our work. So on behalf of my fellow board members, the organizing committee, and of all the volunteers, I wish to say a big thank you to you all. And to our sponsors, we are so grateful for your generosity. It's your support that helped make this event happen tonight, to make this evening possible. So now I'd like to invite our first guest, a very special guest, a true friend of our community, and someone who believes in our cause and has been working very, very hard to help our
I'd like to introduce our friend next, who's also a friend of Lan Ying Lao, who's always make herself available for our event, and who give her utmost support to our project. So please join me a warm welcome and give her a warm welcome to Councilor. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here for this special event. I bring to you greetings on behalf of Mayor of the City of Vaughan, Mayor Maurizio Bevilacqua. He extends his best wishes for tonight's event. I would first like to convey his greetings now to you. On behalf of City of Vaughan, I'm pleased to extend greetings to everyone attending the 4th annual fundraising formal dinner and dance gala for the Golden Age Village for the Elderly. Tonight's event is an opportunity for this organization to continue its important mission to build and maintain a residence for Vietnamese seniors. Hy vọng là cộng đồng chúng ta sẽ đoàn kết lại để dự án này sẽ sớm được thành tựu. Và đây là một đoạn đường rất là dài và cần sự nhẫn nại của tất cả cộng đồng chúng ta cũng như là công sức của tất cả những người thiện nguyện viên trong làng những lão tuổi hạc. Và chúng tôi là mong tất cả quý vị hãy cùng chung tay và cùng đồng lòng với ban chấp hành của làng những lão bây giờ và trong tương lai để cho nuôi dưỡng cái dự án này sớm được thành tựu. Good evening, Executive Director here at CPC Capital Markets, and I want to thank the leadership community for giving me a moment to speak to the audience tonight. I know, again, we have a great program today, so I'll try to make it as quickly as possible and get through this so we can start the evening. Kính thưa quý vị, xin thay mặt CIBC chúc mừng ban tổ chức đã thành công trong việc tổ chức gala tối hôm nay để fundraising cho làng sống lão. Xin tất cả quý vị, mỗi người giúp một bàn tay để cho dự án thành công một ngày rất cần. Thân thật cảm ơn ông quý vị. Chúc quý vị một buổi tối mọi sự như ý. Buổi gala đã tiếp tục với phần dạ tiệc và phần văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ địa phương cũng như đến từ Hoa Kỳ. Có nón mưa xanh lên đồi anh ngồi nhìn mây bay về thung lũng lên đồi anh ngồi đi à cùng em thôi con đồi đã tìm đưa hồn lần lần đi về anh ngồi nhìn em tóc bay bay bồng bềnh mày gió cứ buồn còn mày ngây lang thang còn mày anh yêu em chưa mà trôi mòn và mày hát như thế cùng tìm trong khi mê còn mày anh cho em hát em vô về. Hello Toronto, anh mình xin thân ái kính chào tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Rất là vui được đến đây gặp lại quý vị, thấy quý vị đông đủ, rất là dễ thương và anh Minh xin chúc quý vị một đêm văn nghệ thật vui nhộn và cũng không quên chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý làm bằng phát tài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái phố về. Và giờ chỉ có em nơi đây rồi. Quên cho con một về. Sáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người. Xin người hãy cùng anh yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời. Sáng xuân tuyệt vời, mang say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu thương, còn nhớ phút giây gả gỡ một xoan buồn hoa sắc hồng. Dùng gió xuân nồng chế để cho mỗi ai ngỡ ngàng, vì đêm cho tình anh trần bơ muôn hoa thôn thế. Tình yêu đó như phép nhiều hơn cho ta qua từng ngày. Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu em nồng nàn. Tình yêu như sóng bay đến tình cờ, để muôn kiếp khô héo đợi chờ. Người ơi, tình đôi ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin dấu chúa sơn, để trái tim mất băng giá. Rượu nhấm trong phút chia ly sao cay đắng. Lần cuối kính thưa quý khán thính giả, chương trình phóng sự cộng đồng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Lần